Anh chơi đĩa CD qua bài số 2. Cái đĩa này nó trầy nát luôn á các bạn, vẫn còn đọc nha. Sorry các bạn, đây hơi bị cảm xíu. Và đó là đĩa CD mà chúng ta có một cái hệ thống là 5 đĩa CD các bạn. Các bạn thấy mình đang bỏ tổng cộng là 1 2 3 4 đĩa. Nó hiển thị màu cam và màu xanh lá, màu xanh lá là đang chơi nè, đĩa số 1. Đây, mình ra đĩa cho các bạn nha. Và các bạn sẽ thấy hiển thị ở đây. Đó, cái đĩa trầy rất là nát luôn các bạn. Đọc tốt không kén ha. Và phần MIDI cũng vậy, vẫn đang hoạt động tốt nè. Và trước khi quay trở lại với MIDI thì mình sẽ test cái tính năng mà thông dụng cho các bạn. Một bài nhạc thông qua hộp Bluetooth này. Chỉnh được âm thanh ở đây ha các bạn. Mình đang chỉnh cái phần bass nhẹ nè. Rồi chuyển cộng lại. Chúng ta có những cái nút chuyển cộng ở bên này. Con này cao 46 cm. Và bề ngang nữa các bạn, đặt 4 thớt cao như vậy là 76 cm các bạn nhé. 76. Và đây là một cách mà chúng ta trưng bày, nhìn sẽ có một cái chiều rộng tăng lên để phòng khách nhìn nó ngầu hơn ha các bạn ha. Thì con này nó làm thớt dày, thớt mỏng, thớt dày, thớt mỏng thì nó sẽ rất là dễ cho các bạn bố trí bề ngang bằng nhau ha. Đây. Bây giờ mình thử cho các bạn một số chế độ âm thanh Music Menu. Và cái chế độ tinh chỉnh ở trên đây nè, nó chỉnh cũng rất là nhanh các bạn. Đây là phím chỉnh nhanh ha. Phần Super Bass có 3 chế độ, 1, 2, 3, Low, Mid và 2. Cái Low này nghe âm trầm nó nhẹ nhàng, nó sâu lắng. Và Mid thì nó tăng lên một chút. Và 2 là cao nhất, thì nó lấn vô cái dải trung âm của chúng ta luôn. Và chơi nhạc điện tử rất là khỏe ha. Còn cái Music Menu này thì các bạn thấy có rất rất là nhiều chế độ âm thanh đã được cài đặt sẵn, Equalizer cài đặt sẵn ha. Thì nó các bạn sẽ tùy chọn cho mình một cái chế độ thích hợp tùy vào thể loại nhạc hoặc là tùy vào sở thích cá nhân.
Tuy nhiên nếu các bạn muốn tinh chỉnh theo cái gọi là cái sự riêng biệt của mình á, thì cá nhân hóa thì các bạn có memory 1 và cho tới 5. Có 5 chế độ, có nghĩa là equalizer cài đặt chỉnh tay và các bạn lưu vào bộ nhớ có 5 cái chế độ chỉnh tay sẵn. Đó, chút nữa mình sẽ đi sâu vào phần này. Còn hồi nãy giờ các bạn để ý đi, ngoài chế độ nghe nhạc thì vẫn có chế độ chơi game và chế độ xem phim đi cùng với chế độ live, nghe theo kiểu nhạc âm thanh vòm. Thì con này nó có bật chế độ surround lên các bạn nha, các bạn nghe cái này nó nghe sẽ nghe nó vang vang. Và con này nó có một hệ thống loa cầu kỳ thuộc hàng bậc nhất trong những cái dàn trung và dàn âm thanh nội địa của Nhật, với một cái bass là bass 18, một cái bass 18 các bạn nha. Và cái bass rất là quen thuộc rồi của dòng Sony, zin nguyên bản hết. Tiếp theo với một cái phần trung âm nó nằm đây nè các bạn ơi, hai cái trung âm của chúng ta. Hai cái trung này bằng giấy dầu nha, hai cái trung giấy dầu thay vì một cái, con này được trang bị tới hai cái trung âm bằng giấy dầu. Với đường kính là 5 cm cho cái phần trung âm của chúng ta. Đó. Còn đây là cái phần trep và đây là phần siêu trep. Đây không phải là cái trung mà là cái trep các bạn nha, và cái trep này cũng bằng hợp kim. Đây để mình bật lại, để mình lật lên cho các bạn thấy rõ hơn nè, đó. Một cái cầu rất là lớn luôn, cái cầu này là 4 cm tại vì nó có những cái khía xung quanh nữa. Rồi còn cái phần này, phần siêu trep nó sẽ được hỗ trợ cho cái phần âm thanh nhạc cụ cao nhất. Còn ở đây là phần trep, này là cái phần trep mà chúng ta thông dụng cho cái phần nhạc cụ nè. Và hai cái phần giọng hát nãy mình có đề cập với các bạn ha. Nhưng mà khi các bạn chuyển qua chế độ surround thì những cái này nó sẽ có một cái loa thành một cái loa surround, là khi mà các bạn nghe âm thanh vòm, xem phim hoặc là nghe nhạc theo kiểu vang vang hoặc là chơi game vân vân. Nó sẽ tự biến những cái loa này thành những cái loa surround các bạn, tại vì nó có hệ thống loa rất là phức tạp. Đây, con này thì nó rất là giống con MD99 là hai số 9 á, mà con này là 919 là phiên bản đời sau của con 99 ha. Thì cái kích thước loa cũng khá là tương đồng thôi à, và công suất là 160W. Tuy nhiên, con này nó có một thiết kế vẻ ngoài thì nhìn nó hiện đại hơn so với con 99. Do đó cũng là được yêu thích hơn, được giá thành nó cũng cao hơn. Thì cái phần này nó được vát vuông hơn nè, thay vì 99 là tròn. Rồi ở đây cũng vậy, cái lỗ thông hơi con 99 là tròn, con này thì nó vuông, nó hình chữ nhật, còn được tách thêm một cái phần điểm nhấn ở giữa, nó làm hai lỗ thông hơi luôn ha, nó giống như hai lỗ thông hơi. Và còn cái mặt trước của con này thì cũng vậy, cái kiểu dáng của nó thì nhìn nó sáng hơn, nó hiện đại hơn so với 99 xíu. Nói chung là mỗi người một cái sở thích thôi, nhưng mà cái tổng chung thì nó là như vậy các bạn. Ở đây chúng ta có một cái phần nắp bật trượt ra như vậy, thì 99 và 919 nó cũng có như nhau ha. Thì các bạn sẽ dễ thao tác hơn, nó giống như cái bàn phím vậy. Và nếu mà các bạn muốn đi sâu hơn về cái phần âm thanh thì chúng ta có ở đây có Music Menu nè, đó. Chỉnh surround, chỉnh equalizer chi tiết và chỉnh âm thanh vòm, chỉnh ba lăng trái phải âm lượng. Rồi bộ nhớ 1, 2, 3, 4, 5 của chúng ta. Thì các bạn bộ nhớ mà nó vào đây ha. Rồi các bạn chọn nha. Đó. Nhưng mà chúng ta chỉnh equalizer đi ha. Đây. Đó. Cái memory số 1 là có người bên Nhật họ đã cài sẵn như vậy rồi, cái chế độ nghe mà họ cảm thấy thích hợp với cái tai chúng ta. Ở tai của cái người nghe đó. Sorry các bạn. Và bây giờ mình, tại vì cái này, cái phần này nó khá là quan trọng đối với một cái dàn âm thanh đắt tiền và một cái dàn VIP được trang bị, do đó chúng ta phải đề cập tới nó khá là nhiều thời gian các bạn nha. Rồi đây chúng ta có một cái vòng tròn để mà xoay, thì đây nè, đi lên đi xuống bằng cái này nó đi rất là nhanh. Còn đi qua đi lại thì có hai cái phím đi qua đi lại trái phải. Thì ở đây nó sẽ hiển thị rất là rõ cho các bạn cái dải tần mà chúng ta đang chơi và cái mức âm lượng, cái mức decibel mình đang hiển thị. 63 Hz là dải thấp nhất. Tiếp tục 160 là dải số 2. 3 4 5 6 7 thì có 7 dải tần để mà thể hiện cái phần âm thanh rất là chi tiết. 7 dải tần này đi cùng với một hệ thống loa cầu kỳ như vậy thì tất nhiên nó sẽ chỉnh tới đâu nó ăn tới đó. Còn thay vì equalizer nhưng mà không có hệ thống loa để mà hỗ trợ thì nó cũng hơi bị gọi là hơi bị thiếu các bạn ha. Rồi bên cạnh cái việc chỉnh cái này thì bấm ok là xong nhá. Và các bạn có để ý nha, chúng ta có cái display hiển thị, thì các bạn có thể hiển thị đây là âm lượng, đây là đồng hồ, các bạn có thể chỉnh lại theo giờ và nó sẽ chạy luôn nhé. Và đây là cái chế độ đang chơi, như là cái cổng chúng ta đang kết nối. Và cái chế độ mà các bạn thích nhất đó chính là hiển thị cái đèn equalizer, cái đèn nước nó đánh lên khi mà chơi nhạc. Và mình đang chơi nhạc qua YouTube và mình đang tắt điện thoại rồi.
rồi một cái bài nhạc guitar nữa ha các bạn. Con này nhạc gì nó cũng chơi cả, bởi vì nó có một cái hệ thống loa rất là tốt ha. Bass ơi, nó tách riêng một cái thùng rất là lớn với một cái bass như vậy thì cái bass của Sony các bạn khỏi lo ha. CD nè 78 phút, MD nè 34 phút, 10 bài, 14 bài. Rất là sâu, rất là mềm. Và trep thì với cái hệ thống trep này thì các bạn muốn chỉnh cỡ nào nó ăn tới cỡ đó. Nhưng mà mình cũng đang ở chế độ cũng khá là vừa phải thôi. Tại vì chúng ta nghe nhạc mà, chúng ta nghe nhạc cho nó dễ chịu chứ không phải là nghe để mà biến tấu nó thành một cái chất âm khác. Và đây là một con chúng ta là nói chung là nó quá nổi tiếng ở trên thị trường này rồi. Chủ yếu là mình test về cái phần tính năng cũng như là cho các bạn trải nghiệm một xíu thôi. Còn nếu mà nói về chất âm thì nó cũng đã định hình trên thị trường rất là rõ ràng rồi, và cái giá thành cũng nói lên tất cả. Và con này thì xin nhắc lại là có kích thước là thuộc hàng lớn nhất ở trong dòng xe chung, lớn nhất ha. Chiều cao là 46 của loa. Còn cái bề ngang mà nếu mà bày như vậy là 1m02, sorry các bạn, 1m03 lận nha. Rất là lớn, kích thước bề ngang bày nhìn phòng khách nó rất là đẹp. Và cái công suất thực tế, công suất mà các bạn chơi thì mình nói thật cho các bạn là mình thấy nó còn lớn hơn cả một cái con dàn đại. Tuy cái loa dàn đại nó có lớn hơn nhưng mà đây là nó mang một tính chất về cả phần công nghệ nữa. Thời điểm này thì nó được đầu tư đầy đủ những cái phần tinh túy của hãng Sony dành cho con 919 này, bởi vì nó là dòng cao nhất rồi. Bên cạnh đó là thời điểm này thì nó cũng đã tách biệt ra khỏi cái thời gian sản xuất cái dàn đại rồi. Do đó nó sử dụng công nghệ cũng rất là nhiều, mặc dù cái kích thước nó có phần nhỏ hơn so với những cái số loa dàn đại. Tuy nhiên cái cân nặng của nó còn nặng hơn những cái loa dàn đại, bởi vì cái thành gỗ của con này nó dày hơn, đi cùng với hệ thống loa nhiều hơn thì bên trong những cái nam châm, những cái củ từ nó mang lại cũng là rất là nặng ha. Và con này nó có ghi rõ ràng là hệ thống loa 4 đường tiếng nè các bạn. Sorry camera đây, cái hệ thống loa 4 đường tiếng các bạn nha. Lại gần xíu, 4 đường tiếng đây mình nói lại ha. Một bass, hai cái phần trung âm là 2, 3, 4, 4 đường tiếng, có hệ thống 5 loa 4 đường tiếng. Và nãy giờ mình nói với cái điểm này nè là một cái điểm trừ, một cái điểm do cái vận chuyển. Tuy nhiên các bạn thấy khi mà mình gắn cái phần lưới của nó vào, lưới zin vào thì nó đã che khuất rất là nhiều ha, rất là nhiều luôn. Còn về phần loa thì đây mình thấm chúng ta nhìn lại nè, nắp bằng nhôm màu xám lông chuột, thì dòng này với 717 thì nó giống nhau rồi. Thùng loa rất là đẹp luôn, màu còn sáng rõ ràng hết thùng nè, rất là đẹp luôn. Nhưng mà rất là tiếc nó thiệt á, do vận chuyển. Made in Japan các bạn thấy nè, Made in Japan nè, đó 160W và 6 ohm, thùng đẹp, màu đẹp, rất là tiếc luôn á. Nước sơn nó còn ok lắm đây đó, các bạn nhìn đi, rất là đẹp luôn, các bạn tham khảo ha. Và con này nãy mình nói chiều cao rồi, còn cái chiều sâu các bạn để ý nha. Con này có chiều sâu và chiều của máy nó bằng với loa luôn ha, cũng rất là cân đối. Bởi vì con này nói chung là cái thùng loa nó có bề ngang rộng và chiều sâu cả chiều cao, cái thể tích nó rất là lớn. Cái cân nặng của nó gần tới cái cân nặng nó cả 9 kg mà một loa mà các bạn.
Con này thì khi mà ship code toàn quốc thì mình sẽ đóng hai thùng các bạn. Một cái thùng dành riêng cho cặp loa và một cái thùng dành riêng cho máy ha. Tại vì đóng chung thì rất là nguy hiểm bởi vì rất là nặng và khá là to. Đóng thùng xốp nha các bạn, được mở hàng ra xem trước khi nhận bên Viettel các bạn ha. Thì cái hình thức này mình đã nói chung là đã sử dụng cách đây nói chung là 6 năm mấy rồi, gần 7 năm nay rồi. Bán rất là nhiều, 60% ra ngoài Bắc á. Rồi tiếp tục với phần âm thanh thì cái phần mà đi mình test cho các bạn nhé. Quên mất. Đây. Đang chơi chỗ nào thì nó thể hiện là đang chơi màu xanh lá nè, nút play màu xanh nè, và đang chơi bên học A, còn qua trên học B thì bấm play cái qua bên B lại, nó rất là nhanh luôn, nó đọc liền luôn nè các bạn. Đó, hai cái đĩa hai bên, và ở đây hệ thống 1, hệ thống 5 là tổng cộng 6 đĩa mà đi. Chắc mình sẽ chơi một bài nhạc trẻ, một bài nhạc mạnh nữa đi. Cái con này nghe nói chung là tiếng của nó nghe sướng thật các bạn ha. Chỉ có một cái về lỗi lầm về cái vẻ ngoại hình một góc nó thôi. Nghe sướng. Đúng là MIDI, nghe MIDI 919 này nghe sướng. Cái hộp Bluetooth này nè, nó có tính năng Bluetooth, vỏ nhôm, có anten Bluetooth 5.0 đi cùng với một cái điều khiển nữa nha. Bản thân nó cũng có điều khiển riêng để chỉnh tăng âm lượng, giảm âm lượng, tắt nguồn, mở nguồn hoặc là chuyển qua chế độ khác. Như chúng ta đang chơi là ở chế độ Bluetooth là màu xanh lá, màu xanh dương, và chúng ta có thể chuyển qua chơi được USB nè, chơi được nhạc lossless luôn, nhạc chất lượng cao. Và còn ở đây là cổng quang, nếu các bạn muốn gắn TV trực tiếp xuống thì đây cái hộp này nó có khá là nhiều tính năng. Và đây là hộp bán giá sỉ là cũng là lấy giá sỉ là 300 ngàn rồi ha các bạn. Ba nấc bass nè, chỉnh lên xíu nè. Lớn như vậy, tiếng bass này miễn bàn. Và đây là cái bài test cuối mà mình chơi một cái bài nhạc mạnh thông qua tín hiệu Bluetooth với mức giá là 8 triệu rưỡi, mức giá là sale có gọi là xả, không thể nào tốt hơn được nữa, mà mình còn tặng kèm cho các bạn cái này là tặng kèm một hộp Bluetooth 300 cộng với một cái biến áp nữa nha, còn dây nhợ đầy đủ, chỉ còn tính vào cái phí các bạn nhận hàng, chỉ tính cái phí ship code nữa thôi ha. Còn nếu như là phụ kiện là đầy đủ, có tặng kèm một cái đĩa MIDI nữa nha. Cái và quên, có điều khiển học, tuy là điều khiển học nhưng vẫn có bảo hành và có thể ngồi chỉnh từ xa rất là tiện luôn. Đó, đây một cái dàn Sony 919 Made in Japan toàn bộ, và nói chung là đẹp, chỉ có một cái điểm nhược điểm ở chỗ này thôi. Nhưng mà nãy mình có nói là gắn lưới vào thì nó đã che khuất đi rất là nhiều ha, chúng ta không có để ý lắm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình các bạn nhé. Và đây là mức giá cực kỳ tốt, một lễ hàng chính.